Xin chào tất cả các bạn nha, đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Nguyễn Tất Thắng. Hôm nay thì Thắng tiếp tục ở Đán Dầu. Đây là có một cái thác nước to lắm. Hôm nay là Thắng lên Đán Dầu trao cái quà bánh kẹo của cô Tuyến cho các cháu thiếu niên nhi đồng ở Đán Dầu đang chờ sình trưởng thôn xuống đây. Đấy. Sình trưởng thôn xuống đến nơi rồi đây. Đấy. Xin chào, lâu quá rồi, không có ai nữa xuống à? Và cô Tuyến có gửi cho Thắng 1 triệu và 440.000 của bác chú Nguyễn Kim Quang và cô Hoàng Kim Cúc có gửi qua cái tiền làm quả này đi, gửi cái tiền mà được khen thưởng hôm trước của giấy. Giấy khen đấy của cô Hoàng Kim Cúc và cô chú Nguyễn Kim Quang. Và Thắng có nhận được của cô Nguyễn Thị My. Cô Nguyễn Thị My có gửi cho là 2 triệu để mua đồ ăn cho ông Ngài đấy. Nhưng mà hôm nay là Thắng công việc mà Thắng cũng chỉ nhờ được anh Sự đi mua bánh kẹo thôi. Mai ngày kia lúc nào Thắng sẽ trở lại để mua đồ ngay cho ông Ngài. Ông Ngài thì mới được hôm nọ vừa mới mua đồ ăn cho ông Ngài rồi. Đấy, bà máy cô dở rồi. Ừ. Có đâu? Cái gì đấy? Chuẩn bị để lên diễn. À, ăn quả này à? Quả này các bác có biết là quả gì không? Đây. Quả này tuổi thơ nó dữ dội thì mới biết được. Tuổi thơ phải có chăn trâu cắt cỏ thì mới được. Mới biết ăn quả này. Sự cũng ông cũng ăn quả này ác ấy nhỉ? Đấy. Ăn luôn. Cũng biết quả này à? Thôi thôi, đầy đây. Ăn tí đen hết răng ạ. Như ăn trầu á. Đây là kiểu để này để trang điểm ấy. Trang. Cho về cho chị em trang điểm. Quả này là quả sim à? Sim hay mua? Mua. Quả này quả mua chứ nhỉ? Quả mua nhỉ? Hoa tím tím ấy. Có cả con gì đến mặt chứ, con kiến. Con kiến đến mặt. Ừ. Ngọt phết. Thôi không ăn đâu. Ăn thế thôi. Ăn nhiều say ấy. Anh bê thùng bánh kẹo mới cả. Có một cô là cô Nhung. Cô ở Thụy Điển. Cô gửi quần áo cho Xì này. Quần áo cho anh Nhu này. Cái này ấy. Quần áo cho anh Hồng trưởng thôn bí thư này. Đây bánh kẹo đây. Hóa đơn đây đúng không? Đây là hóa đơn nhá. Anh ấy hộ phát không rách. Anh Sự. Đây là cái hóa đơn bánh kẹo. Đây là Thắng mua. Đây là đồ của ở đây. Đây là cái áo bên Thụy Điển thì nó dày lắm. Áo phao dày lắm. Gửi cho anh Nhu một cái này. Xì một cái này, anh Hồng một cái này. Đây là hóa đơn bánh kẹo đây. 1.508.000. À thế là mình phải bù đồ. Thế là tiền bánh kẹo là cô Tuyến là có gửi cho là 1 triệu thôi. Còn chú Nguyễn Kim Quang là mấy cả cô Hoàng Kim Cúc là tiền khen thưởng là 440.000. Ừ. Này bù. Thôi cất đi, cất đi. Đây bánh kẹo đây xong rồi buộc lên xe, xì buộc lên xe đi. Quần áo rồi nữa. Bây giờ phải 2 xe nữa. Đây là được vào tí nữa lên sẽ hướng dẫn cái này. Cái này là ở áo là có ghi hết số má tên tuổi rồi đấy. Đấy là túi bóng để lên chia bánh kẹo cho các cháu. Mỗi nhà một túi. Còn ai nữa? Hả? Hai người nữa. Hai người nữa, đúng rồi. Chị Vương chở á? Chị Vương chở được không? Thế thì cho chị Vương chở đồ đi. Chở người không được đâu. Xin chào chị Vương. Bánh
À, không, từ từ anh tìm đây cái áo mà có cái chữ của anh Hồng ấy thì để luôn vào lều đây để tí đỡ phải cầm lên. Để lều có khóa không? Có khóa, chị Vương nghĩ có mà. Đây ghi đây, từ từ xem. Đây ghi tên này. Này của cô Nhung, cô mua cái này của anh Nhu phó chủ tịch xã này. Đấy, áo đây. Ôi giời, áo đẹp lắm. Đây hãng đây. Hãng đây. Áo này của Thụy Điển nhá. Xem của anh Hồng đâu. Nước ngoài nó to. Ôi nước ngoài đấy nó toàn cỡ to đấy. Đây nhỉ, cái này không thấy ghi à? Có mác đâu, nó có cái mác ấy. Mác là thấy ghi. À đây đây đây. Đây là xì trưởng thôn. Nhận luôn. Đấy, mặc luôn mọi người. Mặc luôn. Ôi giời, mùa đông phải tương ba cái này nó mới ấm. Đây chắc của anh Hồng, đúng anh Hồng. Đây. Ôi giời, áo này thì em nói thật như là chị Vương này. Riêng mà đây anh Hồng nhá. Đây. Đưa lại cho chị Vương. Cái này về bảo em Hồng mặc. Ôi giời, áo nặng trịch luôn. Đây. Về bảo em Hồng mặc cái này là trùm hết được luôn. Ừ. Đấy, còn đây là áo cho con trai của Si. Đấy. Còn đây là áo cho con gái của Si. Đấy, đấy, áo tuyệt vời luôn. Ui giời, nặng trịch luôn. Ấm lắm, áo này riêng thì cực ấm luôn. Tối nay là đưa ra mặc luôn, bởi vì tối nay là ở trên em nó rét đúng không? Ôi trời, đặt gì, mặc gì bây giờ tối này. Giữa mùa hè đắp chăn bông. À, đi hôm nọ anh em phải đi mèo vào giữa mùa hè đắp chăn bông. À, này gập cái này cho anh Nhu vào cái. Gập cái đen của anh Nhu vào để cho túi bóng này cho em ấy. Cái đen này. Cái này là của anh Nhu. Nhu đấy, đây là anh họ xì chuyển lại cho anh Nhu giúp mình nhá. Đây áo của anh Nhu đây. Áo đẹp lắm. Đi đầu trời rét đi xa đi huyện đi trước mà gập Hà Nội vào. Gập Hà Nội vào. Bảo em Hồng em ấy để hẳn ở trong nhà đi. Đưa đây xem nào, gặp thế thì được chưa chị Vương, ngồi được không? Thế anh Sự ngồi đây chờ ông giáo nhá. Đấy, cán bộ nguyên cán bộ phụ nữ thôn từ ngày đầu lên đám giàu gặp. Giờ thì đã nghỉ hưu rồi nhá. Thác ơi đẹp nhờ. Đang là du lịch được ấy. Đấy, nhiều bác cứ hỏi về cái mô hình ngan của em Lồng đây. Thắng quay qua để các bác nắm được xem là ngan cái thứ nó như nào. Thắng thì thực ra thì không hay dừng lại được để cho các bác xem. Đang vội để triển khai cái trao quà cho các cháu. Đây là ngan này nè. Đó, ngan còn bà ngày con này. Đang đẻ đang ấy rồi. Là đôi 4 6 7 con. Đó là con 7 con ngan nhá. Đấy, các bác cái nuôi đây và nhà em Lồng vẫn đang nuôi gà, nuôi có cả lợn trong ngoài rồi này, nuôi cả lợn lên này. Đấy. Đây là con 7 con ngan giống để cho các bác biết. Đấy. Nhưng mà sao lại bảo là nó đẻ ra là chó ăn là như nào? Chó ở đâu ra? Chó làng ấy, nó đẻ góc nhà biết được là nó bảo để được mấy quả nhưng mà thấy là chó đã sơi mũi hết rồi. À, đây là đây nó, trên này trồng bí trồng nước này, trong này nuôi lợn này, nuôi mấy chuồng lợn này. Nhưng mà thôi hôm nào Thắng quay kỹ sau, bây giờ Thắng phải lên để cho các cháu ăn đã, cô giáo đang chờ rồi. Lâu quá rồi chưa đến đám giờ. Ui dồi ôi. Vẫn chờ đây. À, xin chào chủ tịch hội phụ nữ thôn. Úi dồi ôi, ngoan quá. Chào cô giáo nhá. Úi dồi ôi. Úi dồi, ngoan quá. Các cháu đán dầu. Đây, đây có bao nhiêu cháu nhỉ cô nhỉ? Có 33. Thế à? Nhưng mà hôm nay thế à? Hôm nay cô giáo với cả học sinh là đã phải vất vả chờ Thắng mãi muộn rồi bây giờ mới vào đến đây. Đấy. Đâu mang bánh kẹo vào đi, mang bánh kẹo vào để chia cho các cháu đi. Ừ. Bê bên này đi. Xì. Có chia hết cho đội này không hay như nào đấy? Hả? Hả? Nhiều lắm. Ôi rồi.
cứ lấy vào đây, bỏ bỏ đây, anh đây bóc đây. Anh ơi, đi dễ rồi này. À, được rồi, không sao. Nền nó bị nước. Có con dao nào có, cô nào có cái kéo nào không cắt cho. Đâu nhờ chị Vương với cả bạn nào nữa vào chia cho hộ cô giáo nữa, để cô giáo còn về không muộn rồi. Giờ này đáng nhẽ cô giáo phải về một tiếng rồi đấy nhờ. À, con của dở đây đúng không? Con dở đây cũng đi học đây đúng không? À, đây đúng không? À, Mỹ à, tên là Mỹ à? Dù, xinh quá nhờ. Hầu Thị Mỹ. Đây là con của chị dở đây. Kia là con của nhà Và đây. Đâu, là con ai nữa? Là con của Xá Dúa đâu? Con Xá Dúa đâu? Hả? Đâu? Hôm nay nghỉ à? Sao lại không cho đi học? Mấy tuổi rồi? 4 tuổi rồi chưa cho đi học à? Nhiều con Xá Dúa này thằng này. Thế nhà chuyển xuống gần đây bảo là để cho đi học mà lại không đi à? Nhiều lắm, ủa thoải mái đi các cô giáo. Cứ bóc ra xong rồi chia cho các cháu. Có túi bóng mà, có cái túi bóng đâu ấy. Có túi bóng ở trong xe. Lấy đây đấy. Bóc ra. Ừ, cứ bóc ra xong rồi chia cho các cháu. Nếu mà không ấy thì cho mỗi một cháu một gói luôn. À được, thế thì được, cũng được. Ờ à, rồi rồi, thế thì phát luôn. Sợ nó không phải, sợ như thế là nó không đều. Nó không đều bằng. À nó có không em nhỏ hơn. Nếu mà như thế, nếu mà không ấy thì là em nhớ là chia cho một phần, bây giờ chia cho các cháu một phần thôi. À. Sau còn đâu là để ví dụ như là để sắp tới là 11 tháng 6 ấy. À. Thì bọn em cũng tổ chức đây nữa. Vâng, tổ chức trên điểm là phụ huynh đóng góp, nhưng bây giờ nếu mà có những cái phần quà như thế này rồi ấy à, thì bọn em sẽ không huy động của phụ huynh nữa mà chỉ huy động một phần ít. À, có nghĩa là đến mùng 1 tháng 6 là vẫn phải huy động phụ huynh ở trưởng thôn. Vâng. À, thế bây giờ như này nhá. Bây giờ là cô giáo với cả trưởng thôn là phát cho vào túi cho các cháu mỗi cháu một vài cái. Vâng. Còn đâu để lại là để mùng 1 tháng 6 là cho thôn vâng, với cả cô giáo là sẽ tổ chức vào đây để cho thôn đỡ phải đóng góp. Vâng. Các học phụ huynh đỡ phải đóng góp vâng, nhé. Vâng. À, rồi rồi ok. Thế bây giờ bóc ra một số cái đi, lấy túi bóng vào đây. 29 cháu à? Vâng. Đấy cho vào túi bóng có hả? Anh mua hết cả túi bóng mà. Thì Vương cho cái túi bóng lúc nãy em mua ấy. Bây giờ mình bảo này, bỏ hết ra đây, xong rồi bóc thả hết vào đây cho mình. Xong rồi tí nữa các bạn bốc vào, còn đâu để lại. Đúng rồi đấy. Đấy, đằng nào cũng thế. Đấy, bỏ hết ra ngoài đi. Đấy. Có túi bóng. Túi bóng đâu ấy? Đúng rồi. Đây là bóc, bây giờ bạn xé hết ra, xong rồi bốc vào ấy. Đấy, nhiều lắm. Bốc vào có mà thoải mái luôn. Ừ. Ừ. Tất đấy, túi bóng vào. À thế hôm nay là sáng nay Phen nó nhắn tin rồi, bảo là lại đưa quà cho ông Ngài rồi đúng không chị Vương? À. Ừ, bóc hết thả vào. À không cần phải bóc hết, cứ bóc ra khoảng. Em dự kiến là bóc 15 bao kia thôi. Ờ ờ ờ. 33 đứa. Ờ à, rồi rồi, ok. Mỗi bao này được 2 bao. Ờ à, rồi rồi, bóc đi, bóc. Bây giờ bóc. Ờ rồi rồi, bóc. 15 bao thì nó đây là mỗi bao thì nó đây là 2 ký. Ừ, rồi rồi. Đấy còn đâu cô giáo để lại một nửa vào trong kia để hôm nào mùng 1 tháng 6 thì đấy. Nhiều đấy, một túi nhiều ấy. Ừ. Đây là khẩu po, khẩu khí po đi. Đấy xong là chị Vương chia hộ với. Đây này, kẹo đây. Kẹo, rất là ngon. Ngọt thà. Này chưa đi học à? Hả? Sao chưa cho đi? Còn bé à? Bao tuổi rồi?
Nhà chỗ nào? Vợ ai? Chảo nào nhỉ? Hả? Chảo à? Chảo mà có con trâu đợt chết đấy á? Phải không? À, thế này là nhà trên đán dầu 2 đúng không? Phải không? Hả? Đây, kẹo đây. Đây, kẹo đây. Ôi, đừng có vứt rác linh tinh, mai cô giáo phải dọn đấy nhá. Ui. Đây, có tha. Ưu tiên lầu lầu. Đi đón con à? Con đâu? Năm nay bao tuổi rồi? Hả? 37 à? 37 thì là chị rồi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Được rồi. Thế thôi. Đây còn đây đây, chỗ này bốc đi. Cho 29 túi. Còn đâu là cái này cô giáo cất hết đi nhá. Để lại mùng 1 tháng 6 thì thôn mới cả ấy, cho bà con đỡ phải đóng tiền. Ừ. Lần nào cũng cần đến rồi mà. À đúng rồi, đúng rồi. Mai ngày kia thôi. Sắp đến rồi. Đấy bây giờ chia ra cho 29 túi cho các cháu về. Ừ. Đây là con bố tảnh nhá này. Đấy, nhìn phát là biết ngay. Phải con bố tảnh không? Rồi. Nào các bạn khoanh tay vào nào. Khoanh tay như nào? Đấy, đúng rồi. Khoanh tay cơ mà. Khoanh tay vào. Đâu khoanh tay vào, ôi rồi khoanh tay vào. Nào khoanh tay, ôi rồi hư này, con bố bà ấy. Đấy. Nào khoanh tay vào. Khoanh tay vào này mà, này mà. Ờ, à, đấy, giỏi ngoan lắm. Hôm mai kia lại phải vận động bà con đóng tiền. Đấy. Đây gọi là nguồn xã hội hóa. Đúng rồi. Cô giáo này là năm nay mới lên chứ nhỉ? Năm ngoái cô giáo khác mà nhỉ? Đúng không? Mỗi năm một cô lên một vùng à? Thế à? Thế à? Mình lên đây đúng 3 năm rồi, 3 cô rồi. Một lần một cô là đầu tiên là cô ở Ngọc Đường nhỉ? Xong cô thứ hai là ở Kim Thạch nhỉ? Cô thứ ba này là ở đâu? Cũng Kim Thạch à? Mà chắc là nhiều tuổi hơn là hay ít tuổi hơn? Năm nay là sinh năm bao nhiêu, cô giáo bao tuổi rồi? Sinh năm bao nhiêu? 82 là cô giáo nhiều tuổi hơn em rồi. Em phải gọi bằng chị. Vâng. Em 87 thôi. Nào xin cô chưa? Con xin cô. Rồi. Rồi. Đấy, trẻ em đán dầu. Tất cả vì tương lai con em chúng ta. Đây, đán dầu đây, ngày mai có tốt đẹp mới. Dầu có mạnh hay không là tất đội này đây. À. Nào, nó tha. Ui dồi, đấy, ngoan lắm. Đấy, con của dở đây, đi học ở đây. Đấy. Nào đã bóc ra rồi á, à? Nhanh thế, từ từ thôi. Mà mạ thôi, mang về ăn nhá. Đấy, quà của bà Tuyến. Ừ, bà Tuyến cho thịt nhá. Của ông Nguyễn Kim Quang, bà Hoàng Kim Cúc. Ồ, cho các cháu kẹo ăn. Ngọt lịm luôn. Nào, no tha nhá. Oh. Đấy, còn sướng hơn cả nhận phiếu bé ngoan. Phiếu bé ngoan còn chưa, còn không sướng bằng này. Đây là đội tuổi từ bao nhiêu tuổi đây nhỉ? Dạ, từ 3 đến 5. Từ 3 đến 5 mà ba mấy cháu cơ?
33 cháu. Ai giờ đấy là mấy từ 3 đến 5 nhá. Thôn này 33 cháu. Nào trật tự nhá. Nào, nhận quà vui quá. Trật tự để cho các bạn khác còn nhận quà nữa nhá. Ba đứa nữa rồi. Ừ. Ba đứa nữa rồi. Đấy, còn đâu rồi, mùng 1 tháng 6 thì thao hồ mà liên hoan. Hoa mai đi. Đấy. Hoa mai cho vùng vẫy. Rồi rồi, cất hết cái rác đi, bỏ rác đi. Nào đấy. Bán dầu quê tôi. Nào nhận bánh kẹo chưa? Vui chưa? Ok, cảm ơn so xanh. À. Nào các bạn chào chú chưa? Nào. Rồi, ngoan quá. Rồi ôi, ngoan quá. Bây giờ chúng mình đi thì nhỏ, chúng mình đi về không được bạn nào chơi ở dọc đường nhớ chưa? Dạ. Rồi bây giờ chúng mình lấy đồ của mình và chúng mình đi về về nhà lấy ô cơm nhá. Rồi, đấy, ơi, 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 dẹp về. Bù chê. Rồi. Đấy, xách cả cái lồng cơm đấy, đi ăn buổi trưa đấy. Cẩn thận nhá, mạ mạ luôn. Bánh kẹo về rồi. Rồi, về thôi, mù chê. Bọn này là ăn trưa, bọn này ăn trưa ở đây. Sách, sách cơm để ăn trưa. Con của dở kia là, con của dở kia là năm nay bao tuổi nhỉ? 3 tuổi. 3 tuổi cũng đi học đấy. Nhưng mà sao con nhà xá rúa bảo nó xuống học đi. Nào nó ngay đây rồi bảo làm nhà đây là để cho xuống đây học nào đấy. Vận động mai xuống học đi chị Vương. Hả? Nhưng mà nó đã đi học khoa nào chưa? Chưa. Chưa đi học khoa nào á? Bây giờ sắp hết năm mình định sang năm mới cho đi học à? 5 tuổi mới đi à? À bọn này đi đây hay là xa quá? Làm nhà cho đây bảo là xuống đây ở rồi mà cứ lên đấy làm lán làm nương ở trên đấy không chịu xuống rồi. Cứ ba xuống được 3 ngày thì lại về là như nào? Tết, mỗi Tết xuống cúng rồi, mới cả ấy thôi đúng không? Đúng không? Trâu bò, lợn, gà cho xuống rồi xong lại đuổi hết lên. Chúng đây không có đất canh tác hả hay như nào? Thế nó bảo là chờ khi nào con nó đi học thì nó mới xuống à? Thế bao giờ nó sang năm, năm nay là con nó 4 tuổi, sang năm 5 tuổi không đi học làm sao biết chữ? Nó quen với cái thói tự do tí. Đán dầu 2 là quen tự do rồi à? Hôm đấy bảo là dỡ cái lán ấy đi rồi, đốt cái lán ấy rồi mà không mấy ông không làm ngay đi. Hôm nào lại phải lên đả thông tư tưởng phát nữa. Không cho đi học là mù tịt. Bố đã ngu rồi không cho con đi học nốt là để cho ngu nốt à? Hai đứa con trai. Hả? Nó phải nói là dùng từ ngu ấy. Không phải dốt nữa đâu.
bao nhiêu công sức cả xã cả chính quyền địa phương vào vận động tài trợ kêu gọi người ta về giúp cho nhà ấy rồi. Chị về chị cứ bảo nó thế, nó để hôm nào phải anh Thắng lên nữa. Đẻ con ra không cho con đi học, 4 tuổi rồi còn gì nữa. Đây là bọn nó đi học này, được ăn kẹo ăn nước này, được biết này, biết chào cô này. Lên toàn chi pô hết này. Đây, nhìn thấy người còn sợ chạy. Này cứ phải lên quát trong trận. Đấy, thế là Thắng đã trao xong quà của các cô chú và các nhà hảo tâm. Đấy, đã gửi đến bà con Đán Dầu. Đấy, Thắng thì sẽ phải quay ra tại vì là trong cái công việc của Thắng ấy, mỗi một thời gian, mỗi một địa điểm lại là thêm những con người, thêm các nhà hảo tâm và thêm những cái vùng mà Thắng đi giúp. Thế nên là càng ngày là lịch của Thắng đi nó lại càng dày hơn. Đấy, lúc đầu thì chỉ có Lũng Cáng với Đán Dầu thôi, bây giờ còn rất thêm rất nhiều địa phương nữa và rất nhiều những cái nhân vật diễn viên mà đã được giúp. Thế nên là các nhà hảo tâm đã tin tưởng Nguyễn Tất Thắng, đã giao trách nhiệm nhiệm vụ và những cái món quà của nhà hảo tâm Thắng cũng làm sao mà để cố gắng nhất, kịp thời nhất trao đến cho bà con nhân dân. Và Thắng cũng sẽ phải sớm trở lại Đán Dầu trong cái công việc là lập mái nhà trên Đán Dầu 2 và làm việc nói chuyện với cả em Xá Dúa xem như nào, tại sao không cho con đi học hành rồi là các kia. Con cái là năm nay đã 4 tuổi rồi, sang năm là phải khẩn trương xuống cho con đi học ngay, không là không biết chữ kém hơn. Bố đã dốt rồi, không được đi học rồi mà lại cho con như vậy. Quen tính tự do rồi. Rồi cuối cùng Thắng kết thúc cái video của mình ở đây. Hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo trên đỉnh Đán Dầu nhé.